Đức Phúc, quán quân lột xác ngoạn mục nhất The Voice, ngoại hình nhân hương, sự nghiệp thăng tiến. Đức Phúc hiện tại đang là một trong những ca sĩ trẻ sở hữu nhiều bản hit cũng như lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz Việt. Ít ai biết rằng trước khi có được thành công như hiện tại, Đức Phúc đã từng thử sức với nhiều cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol hay Vietnam Got Talent nhưng đều bị giám khảo đánh rớt ngay tại vòng loại. Liên tiếp bị đánh rớt tại các sân khấu âm nhạc, anh từng cho biết có khoảng thời gian mất tự tin vào khả năng ca hát của mình. Chia sẻ trong một chương trình, Đức Phúc từng cho rằng nguyên nhân có thể là vì ngoại hình của anh vào thời điểm đó. Mãi đến năm 2015, khi đã dần lấy lại tự tin, Đức Phúc thử sức tham gia Giọng Hát Việt và ám giải quán quân sau quá trình khổ luyện vất vả cùng cô giáo Mỹ Tâm. Sau khi bị nhiều khán giả chê bai về ngoại hình, Đức Phúc đã trải qua cuộc trùng tu nhan sắc. Vẻ ngoài khác lạ hậu phẫu thuật thẩm mỹ của nam ca sĩ từng gây bão mạng xã hội, khiến mọi người ngỡ ngàng. Sau khi có ngoại hình lột xác, Đức Phúc dần tự tin hơn và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát để có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt. Đam mê âm nhạc nhờ thú vui hát karaoke. Đức Phúc tên đầy đủ Nguyễn Đức Phúc, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1996. Đức Phúc là con trai lớn trong một gia đình sinh sống ở khu phố trung tâm Hà Nội, có mức thu nhập bình thường và không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. Anh từng là sinh viên khoa kiến trúc trường đại học xây dựng vào năm 2014 và sau khi quyết định nam tiến, anh theo học khoa mỹ thuật công nghiệp ở trường đại học Văn Lang. Hiện tại anh tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập để chuyên tâm cho sự nghiệp âm nhạc. Hiện anh đang hoạt động nghệ thuật với tư cách một ca sĩ tự do. Anh có niềm đam mê ca hát bắt nguồn từ việc gia đình anh rất thích hát karaoke. Những năm học cấp 3 anh tham gia tất cả các buổi casting biểu diễn văn nghệ tại trường, nhưng do nhiều yếu tố khách quan anh đều không được biểu diễn. Đến lớp 12 anh mới được biểu diễn trong lễ bế giảng, thì lên đại học anh tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Khởi đầu từ cuộc thi Giọng Hát Việt. Tại vòng giấu mặt của cuộc thi Giọng Hát Việt, anh đã thể hiện ca khúc I Am Not The Only One và đã chinh phục được 4 huấn luyện viên. Sau đó, anh chọn về đội của Mỹ Tâm. Sau 6 tháng tham gia cuộc thi dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, vào ngày 20 tháng 9 năm 2015, anh chính thức trở thành quán quân nam đầu tiên của Giọng Hát Việt với tỷ lệ tin nhắn bình chọn áp đảo 49.25%. Đồng thời, anh cũng là quán quân gây nhiều tranh cãi nhất trong 3 mùa của Giọng Hát Việt với ý kiến cho rằng anh không xứng đáng. Anh chiến thắng vì bản thỏa thuận của Mỹ Tâm với đơn vị tổ chức cuộc thi. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh xứng đáng với ngôi vị quán quân bởi qua từng live show anh đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả và anh luôn là thí sinh được công chúng, truyền thông chú ý nhiều nhất. Sau 3 tháng đăng quang Giọng Hát Việt, anh hợp tác với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng để cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tay Chỉ Một Câu. Sản phẩm đầu tay này đã mang về cho Đức Phúc và tác giả giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất và bài hát của tháng trong chương trình Bài Hát Việt tháng 11 năm 2015 và giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong đêm chung kết Bài Hát Việt 2015. Chỉ Một Câu cũng xuất hiện trong danh sách đề cử sơ bộ bài hát của năm của giải thưởng âm nhạc Cống Hiến lần thứ 11 đầu năm 2016. Anh tham gia chương trình VTV Bài Hát Tôi Yêu với MV Giấu Mặt, anh đã giành giải 3, MV Đồng. Anh cũng tham gia chương trình Biến Hóa Hoàn Hảo, anh hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Tháng 12 năm 2016, anh ra mắt ca khúc Ánh Nắng của anh, nhạc phim Chờ Em Đến Ngày Mai. Bước ngoặt nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây khi nhắc đến Đức Phúc, mọi người đều nghĩ ngay đến hình ảnh chàng thanh niên ngố tàu nhưng sở hữu giọng hát đầy nội lực. Tài năng đã giúp chàng trai sinh năm 1996 giành ngôi vị quán quân The Voice 2015. Nhưng nhược điểm ngoại hình đã vô tình trở thành vật cản trên con đường âm nhạc của Đức Phúc. Mong muốn được khán giả đón nhận cũng như tiến xa hơn trên con đường âm nhạc, Đức Phúc đã tham gia cuộc thi Hành Trình Lột Xác 2019. Sau phẫu thuật, nam ca sĩ lột xác ngoạn mục khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Theo ekip bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Đức Phúc, khuôn mặt tự nhiên của anh có khá nhiều khuyết điểm như mũi khá to, nhưng sống mũi thấp, hàm hô, môi khá dày và cằm ngắn. Vì thế, các bác sĩ đã phải làm việc cật lực để tìm giải pháp phẫu thuật phù hợp nhất cho Phúc mà không ảnh hưởng đến giọng hát. Cụ thể, quán quân The Voice 2019 đã trải qua cuộc đại phẫu hơn 5 tiếng để tiến hành cải thiện gần như toàn bộ gương mặt. Ở phần mũi, do cơ mũi của Đức Phúc khá thấp, đường mũi hơi ngắn, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp nâng mũi slide để tái cấu trúc đầu mũi. Phương pháp này giúp nâng đầu mũi cao lên, khiến cả đường mũi trở nên dài hơn. Thêm vào đó, hai cánh mũi cũng được gọt lại cho thon gọn, tạo nên chiếc mũi cao tự nhiên. Với phần môi, do môi trên của Đức Phúc rất dày nên các bác sĩ đã tiến hành thu nhỏ dựa theo kích cỡ của môi dưới. Hiện tại, môi trên của anh đã được tạo hình để nhỏ bằng mùng 2 tháng 3 môi dưới, tạo ra một tổng thể hài hòa hơn. Chính Đức Phúc cũng thừa nhận môi là phần anh thích nhất sau phẫu thuật. Còn phần cằm ngắn của nam ca sĩ cũng được độn lại để thon gọn và cân đối hơn. Có thể thấy,
Những thủ thuật phẫu thuật trên khá phức tạp nên không chỉ đòi hỏi bác sĩ thực hiện có tay nghề cao mà còn yêu cầu sự can thiệp của nhiều máy móc hiện tại để theo dõi tình trạng sức khỏe của Phúc suốt quá trình phẫu thuật. Ngoại hình lên hương, sự nghiệp thăng tiến. Từ khi thay đổi ngoại hình, Đức Phúc trở nên tự tin hơn và các sản phẩm âm nhạc lần lượt ra mắt và gặt hái được nhiều thành công, khiến tên tuổi Đức Phúc phủ sóng rộng rãi hơn. Ngày 29 tháng 9 năm 2019, Đức Phúc chính thức tung MV Hết Thương Cạn Nhớ với nội dung lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. MV được xem là yếu tố chính tạo nên sức hút cho Hết Thương Cạn Nhớ với nội dung lấy cảm hứng từ tác phẩm Chí Phèo. 2019 là một năm bùng nổ của các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn học dân gian Việt Nam. Ekip của Đức Phúc nắm bắt được xu hướng đó và áp dụng vào sản phẩm này. Không chỉ MV, Đức Phúc còn đầu tư vào chất lượng bài hát. Ca khúc là một bản ballad của Phương Anh Tú, tác giả của loạt hit gây sốt trong 2019 như Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện. Lời bài hát cay cắm nhiều câu hát gây ấn tượng như Chẳng Cần Một Ai Nữa, Bất Kể Ai Cũng Dư Thừa. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, anh ra mắt ca khúc Hơn Cả Yêu. Kể từ thành công của Hết Thương Cạn Nhớ, Đức Phúc và ekip bộc lộ tham vọng có thêm bản hit lớn tiếp theo. Hơn Cả Yêu tạo nên cơn sốt nhờ áp dụng chiến lược ra mắt đúng bài, đúng thời điểm. Ca khúc có nội dung tích cực về tình yêu và được tung ra vào dịp cận ngày Valentine, giúp sản phẩm của nam ca sĩ thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Câu hát cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời trở thành lời trích dẫn yêu thích trên mạng xã hội. Ngày 11 tháng 2 năm 2022, nhân dịp Valentine 2022, Đức Phúc đã tung ra MV ngày đầu tiên với thể loại pop quen thuộc. MV lần này là một sự đột phá của Đức Phúc và ekip khi tái hiện một màn cầu hôn thật tại Lotte 68, Hà Nội. Ekip 200 người đã chuẩn bị trong 2 tháng để thực hiện một dự án khó với yêu cầu vừa phải bắt được cảm xúc thật vừa có được những khung hình đẹp. Dự án đánh dấu sự trở lại của Đức Phúc và là một thành công tiếp theo sau bài hát cùng chủ đề Hơn Cả Yêu. Sau gần 2 tháng phát hành, trên kênh YouTube của Đức Phúc, ngày đầu tiên phiên bản MV đó nhận được hơn 32,1 triệu lượt nghe cùng hơn 12.000 bình luận. Quán quân The Voice 2015 Ngày Nào Giờ Đây đã nhẫn mặt trên sóng truyền hình khi tham gia rất nhiều game show như Giọng Ải, Giọng Ai, Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Anh còn ngồi ghế nóng chương trình dự án số 1, giải Á Quân ở Dâu Âm Nhạc Cặp Đôi Hoàn Hảo. Là một trong những nghệ sĩ đắt show, Đức Phúc chắc hẳn cũng có thu nhập khủng. Năm 22 tuổi, nam ca sĩ từng khoe đã mua một căn hộ chung cư ở quận 7, rộng khoảng 70m². Đến năm 25 tuổi, một lần nữa quán quân The Voice khiến cư dân mạng choáng ngợp khi mua biệt thự 10 tỷ đồng đánh dấu cột mốc tuổi mới. Đó là một căn hộ rộng 120m², gồm 3 phòng ngủ tại thành phố Thủ Đức, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Được biết, những tháng cuối năm 2021, Đức Phúc có thể kiếm được hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.